Quay clip việc nhẹ lương cao, chàng trai khiến dân tình lạnh đôi bàn chân vì game này chỉ có một mạng. Giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Mới đây một thanh niên đã khoe rằng mình đi hái sầu riêng việc rất nhẹ nhàng, vừa làm vừa hóng mát cực chiêu, đã thế lương cao tháng vài chục củ khoai, khiến ai cũng khoái khoái chảy nước miếng xin được ứng tuyển đi làm. Thế nhưng đến khi thấy công việc mà người này trực tiếp làm thì ai cũng quay xe không kịp vì sợ làm xong không còn cơ hội để tiêu tiền. Theo đó, một tốp người sau khi nhận việc sẽ chia thành hai nửa, một nửa leo lên cây, còn một nửa đứng ở bên dưới để hứng sầu. Tuy nhiên cây sầu ở đây chỉ toàn là giống cao đột biến lên chót vót tận trên trời. Người hái sầu phải có một tinh thần thép và đặc biệt không được sợ độ cao thì mới có thể vững đôi bàn chân mà hành nghề. Trong khi đó, thanh niên bên dưới làm nhiệm vụ hứng sầu thì càng mạo hiểm hơn vì sai một ly là đi luôn một dặm. Xin phép được tắt kết nối với máy chủ trái đất để đăng nhập vào server bên kia vì game này chỉ có một mạng và không hề có thẻ hồi sinh. Bị gì không hả? Tối nay nhiều khi tối nay chết. Nhiều thành viên mạng xã hội khi xem clip đã phải run chân run tay, đồng thời xin phép được quay xe dù lương bao nhiêu cũng không làm. Cũng theo người đăng tải clip cho biết, trước đây đội này đông lắm, khoảng mấy chục người. Tuy nhiên sau một thời gian chỉ còn lác đác vài người, số còn lại đã phải tạm ngừng để bảo trì hệ thống phần đầu. Một số khác thì không may phải hóa hòm do tai nạn nghề nghiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.